Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn. Tập 41. Thần Đạo Đan Tôn chương 402, Cửu Vân Trưởng Lão. Thiếu niên, lá gan thật lớn a. Lão giả này chính là Cửu Vân Trưởng Lão. Hắn vẫn đang truy tung tâm tích của Lăng Hàn. Trước đây không lâu mới vừa đuổi tới Cực Dương Thành. Nhưng biết được Lăng Hàn đi ám ma xâm lâm, lại đuổi tới đây, cũng còn tốt, rốt cục để hắn tìm được. Ồ, khuôn mặt này, Cửu Vân Trưởng Lão nhìn chằm chằm Lăng Hàn, rất nhanh thì lộ ra vẻ giận dữ. Hóa ra, trong Lạc Nguyệt Hạp, phá hoại đại kế của bản tông cũng là ngươi. Lăng Hàn vỗ tay nói, trả lời đúng, có điều không có thưởng. Ông lão, đến cùng các ngươi là dùng biện pháp gì tìm được ta? Hừ, ngươi đã tiến vào đại mộ huyệt, nhiễm tử linh chi khí, trong vòng nửa năm sẽ không biến mất, phàm người tu luyện thi khí, có thể dễ dàng tìm ra ngươi. Cửu Vân Trưởng Lão trực tiếp nói ra, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn đã là một bộ thi binh, tự nhiên không ngại nhiều lời vài câu. Sinh hoa cảnh đối phó Linh Hải, đây là tuyệt đối áp chế. Thì ra là như vậy, Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách trước đó luôn bị Đoạn Chính Trí đuổi theo, mà hiện tại lại bị một lão quái vật nhìn chằm chằm. Giao ra không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống trên người, lão phu ra tay có thể nhẹ một chút, để ngươi chết hoàn chỉnh. Cửu Vân Trưởng Lão từ tốn nói, trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, sao ông lão này biết mình có không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống. Hắn chỉ dùng ở trước mặt Đoạn Chính Trí, mà đối phương đã chết. Lẽ nào, thật tàn nhẫn, ngay cả người mình cũng muốn luyện thành thi binh. Hắn lập tức nói, cạc cạc cạc. Chết rồi còn có thể cống hiến cho tông môn, chẳng lẽ không nên sao? Cửu Vân Trưởng Lão cười nói. Không nên chơi trò gian gì ở trước mặt lão phu. Lão phu đã sống hơn 200 năm, bất kỳ trò vặt gì cũng chạy không thoát con mắt của lão phu. Lăng Hàn thu hổ nữ vào hắc tháp trước, để giải quyết nỗi lo về sau. Quả nhiên, dù Cửu Vân Trưởng Lão đã nhìn thấy một màn này ở trong ký ức của Đoạn Chính Trí, nhưng vẫn vô cùng khiếp sợ. Bảo vật như vậy thực sự quá hiếm thấy. Nếu như dung lượng của không gian linh khí này đủ lớn, vậy đối với Thiên Thi Tông mà nói, đây là bí bảo vô thượng, thậm chí vượt qua linh khí cấp 10. Đừng quá hưng phấn, lại không có quan hệ với ngươi. Lăng Hàn xì một tiếng, thiếu niên, ngươi chạy không được. Chỉ cần thân hình của ngươi hơi động, lão phu liền lập tức ra tay ngăn cản, lấy thực lực sinh hoa cảnh của lão phu, cái này dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, không cần có vọng tưởng gì, mau giao linh khí ra. Cửu Vân Trưởng Lão hừ nói, giao con mẹ ngươi. Lăng Hàn mắng một tiếng, lấy ra ma sinh kiếm, chém qua một chiêu kiếm. Vèo, kiếm khí như rồng. Ồ, ánh mắt của Cửu Vân Trưởng Lão sáng ngời. Đây là linh khí đẳng cấp nào, vì sao ngay cả lão phu cũng cảm giác được một tia hồi hộp. Đây là Trảm Cầu kiếm. Lăng Hàn cười nói, thằng nhãi danh. Lại dám trêu chọc lão phu. Cửu Vân Trưởng Lão giận dữ, cũng không còn kiên trì, vươn tay đập tới Lăng Hàn. Ngươi không phải muốn linh khí sao, tới lấy đi. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, tiến vào trong hắc tháp. Oanh, một trưởng của Cửu Vân Trưởng Lão liền vỗ không, làm sao có khả năng. Hai mắt của Cửu Vân Trưởng Lão trừng trừng, muốn đi vào trong không gian linh khí, khẳng định có một quá trình mà lấy thực lực sinh hoa cảnh của hắn. Hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt đó nắm lấy Lăng Hàn. Đây giống như muốn thu một vật phẩm vào không gian giới chỉ, lấy thực lực của sinh hoa cảnh hoàn toàn có thể cướp đồ, Cửu Vân Trưởng Lão tự nhiên là có kinh nghiệm, mới tự tin như thế. Nhưng sự thực lại nặng nề tát hắn một cái. Xem ra, trình độ quý giá của linh khí này còn trên lão phu dự đoán, nếu đoạt được, tất nhiên được ích lợi vô cùng, thế nhưng, làm sao lấy được món bảo vật này cũng là vấn đề khó khăn. Có điều, linh khí không thể bỗng dưng bay đi, lão phu luyện hóa toàn bộ khu vực phụ cận, không tin không thể luyện hóa món bảo vật này ra. Ông lão lập tức thay đổi hành động, xới ba tấc đất, sau đó lấy vô thượng bí lực tiến hành luyện hóa. Ý chí võ đạo bốc lên, có thể dễ dàng dập tắt bùn đất, hóa thành hạt căn bản mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng để hắn thất vọng chính là, hắn luyện hóa bùn đất phụ cận thành vật vi lượng, bất quá vẫn không có tìm được vật khả nghi. Trong hắc tháp, tiểu tháp khinh thường nói, chỉ là sinh hoa cảnh cũng muốn tìm ra giới tử vi hạt, thực sự là si tâm vọng tưởng.
Lăng Hàn hiếu kỳ nói, vậy phải là cường giả như thế nào mới có thể tìm được? Chí ít trong giới này, không người nào có thể làm được. Tiểu Tháp vô cùng khẳng định nói. Lăng Hàn gật đầu, nghĩ đến Tiểu Tháp đã từng nói, nếu Hắc Tháp toàn lực phát uy, có thể phá hủy toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục. Bảo vật châu bò như thế sao có khả năng là loại mặt hàng phá hư cảnh có thể phát hiện? Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn lấy hắc thạch ra, rèn luyện thần thức. Ý niệm hỗn loạn sinh ra, Lăng Hàn ổn thủ bản tâm, tiến hành đối kháng, tăng lên thần hồn của hắn. Khi Lăng Hàn tiêu hao lực lượng thần hồn hầu như không còn, chỉ cảm thấy thần hồn của mình rõ ràng tăng lên, tuy hiện tại uể oải không thể tả, nhưng tràn ngập tính dai, trở nên càng thêm vững chắc. Lại cảm ứng một hồi, Cửu Vân trưởng lão đã không thấy bóng dáng, đại khái là trốn ở nơi nào đó, đang chờ hắn chủ động hiện thân à. Lăng Hàn cười cợt, trước tiên cùng Hổ Nữu ăn một bữa no nê, sau đó mới rời Hắc Tháp, nhìn địa phương, đã cách xa vị trí lúc trước mấy chục dặm. Hắc Tháp hóa thành bụi trần, theo gió mà động, tự nhiên đã rời xa chỗ cũ. Tiểu Tháp nói. Lăng Hàn gật đầu, nguyên bản Hắc Tháp sẽ không bay loạn, ai bảo Cửu Vân trưởng lão xới ba tấc đất, bụi bặm tung bay, Hắc Tháp tự nhiên cũng bay, múa theo gió, xa xa rời khỏi chỗ cũ. Nghĩ đến, Cửu Vân trưởng lão còn canh giữ ở chỗ kia, đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm đi. Ha ha, chúc may mắn. Lăng Hàn thầm nói, nghênh hang rời đi. Sau một ngày, hắn đi tới vòng thứ hai. Đây là địa phương cuối cùng có doanh trại, đi lên trước nữa, chính là khu hạch tâm, có ma khí khủng bố sinh sôi, ảnh hưởng sinh linh trong rừng rậm, không ai không thị huyết cuồng bạo. Ngay cả võ giả ở lâu, tính tình cũng sẽ đại biến, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Lăng Hàn không nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi tới, tiến vào khu vực cuối cùng. Hắn rất cẩn thận, bắt đầu từ nơi này sẽ xuất hiện yêu thú sinh hoa cảnh, loại này không phải đùa giỡn. Đi tới không bao lâu, hắn trước sau gặp phải ba con yêu thú tập kích, một con là thần thai cảnh, hai con linh hải cảnh, nhưng đều không sợ hãi chút nào, khởi xướng tiến công với Lăng Hàn và Hồ Nữu. Lăng Hàn dùng chút thủ đoạn mới đánh giết con yêu thú thần thai cảnh kia, sau đó bắt giữ một con yêu thú linh hải cảnh, đánh ngất mang vào hắc tháp, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Kết quả để hắn rất giật mình, hắn cũng không phát hiện tồn tại tương tự ma khí. Hẳn là những yêu thú này ở trong lúc bất chi bất giác bị ý chí hỗn loạn của hắc thạch ảnh hưởng, ở trên bản năng trở nên thị huyết. Nói cách khác, sinh linh ở đây hoàn toàn là người điên. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 403, Linh Thảo Hiện. Lăng Hàn ra hắc tháp, đi lại ở trong vùng rừng rậm, từng bước thâm nhập, hắn cảm giác được một luồng ý chí hỗn loạn đang ảnh hưởng hắn. Bất chi bất giác, nếu hắn không có thần thức của thiên nhân cảnh hay bởi vì có quan niệm vào trước là chủ thì thật không nhất định có thể phát hiện. Hắn mở chân thị chi nhãn, chỉ thấy khắp nơi đều có ma khí màu đen từ dưới nền đất xông ra, một tia, cho đến khi lên cao ngàn mét mới biến mất. Những ma khí này vô cùng yếu ớt, còn kém rất xa trình độ lúc trước Tu La Ma Đế dùng để khống chế hắn, nhưng thắng ở số nhiều. Bao phủ toàn bộ khu vực hạch tâm, những ma khí này sẽ không khống chế người, nhưng sẽ làm tính tình của sinh linh đại biến. Hắc Thạch và Tu La Ma Đế sẽ có quan hệ gì? Theo lý thuyết, Tu La Ma Đế đã bị trấn áp mấy vạn năm, nhưng ám ma xâm lâm thì sao? Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói, vậy thì là gần vạn năm trước mới sản sinh, như vậy hai người hẳn là không có quan hệ. Nhưng điều này cũng không nhất định, vạn nhất Hắc Thạch cũng xuất hiện ở Hằng Thiên Đại Lục từ mấy vạn năm trước, chỉ là mai táng ở sâu dưới lòng đất, cho nên không có ma khí tràn ra. Theo núi sông địa mạo thay đổi, Hắc Thạch từ dưới nền đất lộ ra là hoàn toàn có thể, cho nên mới có mấy vạn năm bình yên. Mình hiểu rõ thế giới này, vẫn rất ít. Lăng Hàn thu hồi chân thị chi nhãn, trong Hắc Thạch có hỗn loạn bản nguyên, có thể chữa trị hắc tháp, hắn nhất định phải được. Lại tiến về phía trước một lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi nóng kéo tới, nhưng kèm theo là một luồng hơi lạnh bức người. Để xương cốt của hắn muốn đông lại, vù, lôi đình chiến giáp kích hoạt, hình thành một hàng rào ở quanh người của hắn. Hàn nhiệt đan dệt, tìm được rồi. Thân hình của hắn vội bắn lên, xeo xeo xeo, sau mấy cái lên xuống,
phía trước xuất hiện một kỳ cảnh. Đây là một khu đất trống chu vi chỉ có 10 trượng, hình thành một hình tròn tuyệt đối. Một nửa mặt đất hỏa hồng nóng rực, mỗi một tảng đá đều bị thiêu đỏ chót, mà nửa kia thì bị hàn băng đông lại, không có khu vực trung gian có thể nói, đối lập rõ ràng. Ở khu vực trung tâm là một khối thạch đầu nhô ra, đại khái cao nửa mét, thạch đầu màu nhũ bạch, không dính một tia bụi trần, mà ở trên tảng đá kia mọc ra một cây thực vật hình thù kỳ lạ, cao khoảng 2 thước, phía dưới 1 thước đỏ đậm như mã não, nhưng trên 1 thước lại trong suốt như băng, vẻn vẹn chỉ mọc ra 2 lá cây, dưới đỏ rực như lửa, trên như băng tuyết điêu khắc. Xích hồng hàn băng thảo. Lăng Hàn nhận ra được, nhất thời vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như thế, nhanh như vậy liền tìm được xích hồng hàn băng thảo. Hắn vội đi về phía trước, nhưng mới đi mấy bước, hắn cảm giác được khí tức đáng sợ kéo tới, ngay cả lôi đình chiến giáp cũng không ngăn được. Hơn nữa, hắn còn có cảm giác hôn mê mãnh liệt. Có độc. Hắn vội lui nhanh, từ trong hắc tháp lấy ra một mảnh kim hoa trong đá nuốt vào, đây là cực phẩm giải độc. Chỉ một hồi, cảm giác mê muội liền biến mất, hắn lại vòng tới một đầu khác, muốn từ nơi băng xương tiến vào, nhưng tương tự. Chỉ đến gần vài bước, dòng máu của hắn liền băng kết, trên da xuất hiện từng đạo xương văn màu trắng, để hắn có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Lại có độc, nhưng lần này là hàn độc. Lăng Hàn lại lấy ra một mảnh kim hoa trong đá nuốt vào, lùi tới khoảng cách an toàn. Hàn và nhiệt hẳn là cân bằng, bằng không sẽ không hình thành một hình tròn đối xứng. Bởi vậy, hắn không cách nào từ mặt hỏa nhiệt đột phá, hiển nhiên cũng không cách nào từ mặt xương hàn tiến vào. Chẳng trách bụi linh thảo này có thể tồn tại lâu như vậy, ngay cả tới gần cũng không thể, huống chi là hái. Lấy hiệu quả phòng ngự của lôi đình chiến giáp, chí ít lực lượng hàn, nhiệt cấp bậc thần thai cảnh là có thể chịu đựng, nhưng nếu sinh hoa cảnh, vậy thì không có cách nào. Không phải lôi đình chiến giáp không mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp, không cách nào phát huy ra uy lực nên có của bảo giáp. Hàn nhiệt chi uy như vậy, phỏng chừng sinh hoa cảnh cũng rất khó chống đỡ, mới để bụi linh thảo này có thể trường tồn đến nay. Lăng Hàn thầm nghĩ, ta nếu dùng hắc tháp rót lực, có thể để cho tu vi đạt đến thần thai tầng 5, lại kích phát lôi đình chiến giáp, nên có thể đạt đến hiệu quả phòng ngự của sinh hoa cảnh hậu kỳ. Chỉ là phòng ngự như vậy đủ sao? Hắn chần chờ, bởi vì cơ hội hắc tháp quán lực chỉ có một lần, mặc dù nói càng muộn càng tốt, nhưng vì phụ thân, hắn tự nhiên không ngại dùng bây giờ, tiền đề là có thể hái được bụi linh thảo này. Hả? Có người đến? Hắn hơi run run, đã cảm ứng được hai đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ. Xoẹt xoẹt, hai bóng người một trước một sau xuất hiện, người cầm đầu có thần quang diệu chuyển, hóa thành từng thanh lợi kiếm, thật giống như có thể xé rách thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Thiên hạ đệ nhị kiếm, yêu hồi nguyệt. Ở sau người hắn là đồng chí Minh, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, thì lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, thấy chủ thượng nhà ta, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Lăng Hàn xì một tiếng nói, ta cũng không có một thân tiện cốt như ngươi, động một chút là run chân. Làm càn, đồng chí Minh mở chừng hai mắt, thiếu niên này cũng quá kiêu ngạo, chỉ là linh hải tầng 5 mà thôi. Chờ chút, thiếu niên này nhiều nhất 17-18 tuổi, đã có tu vi linh hải tầng 5, dù thả ở Trung Châu cũng không tính yếu. Kỳ quái, Bắc Phực cũng có thể nuôi dưỡng được nhân tài như vậy sao? Chí Minh, yêu hồi nguyệt đưa tay cản lại, rất hứng thú nhìn Lăng Hàn nói. Ta yêu thích người kiêu ngạo, nhưng nhất định phải có thực lực kiêu ngạo. Ngươi không tệ, thời điểm ta ở cái tuổi này như ngươi, tu vi cũng gần như. Chủ thượng khiêm tốn, đồng chí Minh vội vàng nói. Thời điểm chủ nhân ở 17 tuổi đã là linh hải tầng 9, về sau bỏ ra một năm nện vững chắc cảnh giới, đánh khắp linh hải không có địch thủ. Yêu hồi nguyệt chỉ cười nhạt, nhìn Lăng Hàn nói, thiếu niên, nỗ lực tu luyện, ta hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có tư cách khiêu chiến ta. Chủ thượng, đồng chí Minh kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới yêu hồi nguyệt lại để mắt Lăng Hàn như thế. Ta có loại cảm giác, tương lai ngươi có thể trở thành đại địch của ta. Yêu hồi dạ nói, đồng chí Minh càng thêm khiếp sợ, cái đánh giá này cũng quá cao đi. Đã như vậy, tại sao không sớm giết chết Lăng Hàn? Ta rất chờ mong sự khiêu chiến của ngươi. Yêu hồi nguyệt nói, mười phần thô bạo. Tên này thật giống kiếm đế, hung hăng rồi lại tự tin,
không sợ khiêu chiến. Lăng Hàn cười ha ha nói, vậy ngươi chờ ta 2 năm. 2 năm. Đồng Chí Minh suýt chút nữa ngất đi, 2 năm đã muốn ở cảnh giới truy bằng yêu hồi nguyệt. Ngươi đang nằm mơ sao? Ha 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 ha, thú vị, lại gặp được một người càng cuồng hơn ta. Có điều, ta không có tính nhẫn nại như vậy, lần này ta không giết ngươi, lần sau lại để ta gặp phải, tất lấy tính mạng của ngươi. Yêu hồi nguyệt cười to nói, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng là được rồi. Lăng Hàn từ tốn nói, không để ý chút nào. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 404, Trận Đạo Sơ Thành. Yêu hồi nguyệt không để ý Lăng Hàn nữa, nói thật, lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn, hắn không có hứng thú ra tay, phất tay một cái liền có thể thuần sát. Hắn nhìn cây xích hồng hàn băng thảo kia, đột nhiên nhanh chân tiến lên. Hắn lựa chọn khu vực hỏa diễm, nhất thời, từng đạo hỏa diễm từ dưới nền đất bay lên, phun về phía hắn. Yêu hồi nguyệt tiện tay phất động, đánh ra từng đạo kiếm khí, dập tắt tất cả hỏa diễm, nhưng theo hắn từng bước áp sát trung tâm, ngọn lửa cũng càng cuồng bạo, hóa thành một hỏa xà đánh về phía hắn. Diệt! Yêu hồi nguyệt lấy chỉ thay kiếm, xeo xeo xeo, có 9 đạo kiếm khí cùng xuất hiện. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, 9 đạo kiếm khí. Đây là người nắm giữ kiếm khí nhiều nhất hắn gặp được, không biết cái này có phải cực hạn của yêu hồi nguyệt không, nếu như đạt đến 10 đạo kiếm khí, liền có tư cách ngưng xuất kiếm mang, bước vào cấp độ thứ 2 của kiếm đạo. Có điều, cực hạn của kiếm khí hẳn là gần 30 đạo, đổi lại là hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng ngưng luyện kiếm mang, mà sẽ đẩy mạnh số lượng kiếm khí đến mức tận cùng, lại ngưng kiếm mang, như vậy uy lực của kiếm mang sẽ càng mạnh hơn. Uy lực của 9 đạo kiếm khí quả nhiên kinh người, tuy là lấy chỉ thay kiếm, nhưng lại mạnh mẽ áp chế hỏa xà xuống. Bất quá lại có 3 đạo hỏa xà tuôn ra, đánh tới yêu hồi nguyệt. Lần này, ngay cả kỳ tài ngút trời kia cũng lộ ra vẻ thận trọng, hai tay huy động liên tục, nhất thời, ánh kiếm kinh thiên. Hắn dùng tới huyền diệu tam thiên. Ân, ân, ân. Lăng Hàn nhìn, đối chiếu với kiếm thuật của mình, nhất thời có cảm giác được lợi không ít. Dù sao kiếm chiêu này truyền từ Thiên Kiếm Tông, yêu hồi nguyệt có thể được cường giả kiếm đạo trong tông dốc lòng chỉ điểm, nhưng Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, chênh lệch này quá lớn. Có chút biến hóa nhỏ bé, để Lăng Hàn thầm khen, không ngừng hiểu rõ. Có điều, mặc dù yêu hồi nguyệt là kỳ tài kiếm đạo, nhưng hỏa diễm này xác thực đáng sợ, hỏa diễm vô tận bao trùm tới, bức hắn phải xuất kiếm. Keng! Kiếm quang bay ra, lóng lánh thiên địa. Hỏa xà bị áp chế, nhưng áp chế càng lợi hại, đàn hồi sẽ càng lợi hại, càng nhiều hỏa xà lao ra, thật giống như giết không hết. Yêu hồi nguyệt này rất mạnh. Lăng Hàn thầm nói, cảnh giới của người nọ chỉ là sinh hoa tầng 1, nhưng sức chiến đấu ít nhất 10 tinh, dễ dàng liền vượt qua 9 tinh, mà này hiển nhiên không phải toàn bộ thực lực của yêu hồi nguyệt. Yêu hồi nguyệt còn tiến lên, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng ở trước xích hồng hàn băng thảo 2 mét. Nhìn như chỉ đi về phía trước vài bước là có thể hái được linh dược, nhưng bởi vì chênh lệch vài bước như thế, lại gang tấc như thiên nhai. Cuối cùng, yêu hồi nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở lại. Lăng Hàn tiến hành tính toán, sợ là sức phòng ngự đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh, cao mới có thể tiếp cận linh dược này. Như vậy, hắn phải tăng tu vi lên tới linh hải tầng 9, sử dụng hắc tháp quán lực, sẽ có 7 phần 10 nắm chắc. Được rồi, hắn lấy ra một mảnh kim hoa trong đá, ném cho yêu hồi nguyệt nói, băng hỏa đều có kỳ độc, đây là kim hoa trong đá, có thể giải. Yêu hồi nguyệt tiếp nhận, không chút nghĩ ngợi liền ném vào trong miệng. Đồng Chí Minh vừa mới mở miệng kêu một tiếng chủ, hắn đã nuốt kim hoa trong đá vào, sau đó nhìn Lăng Hàn gật gật đầu. Lăng Hàn cười cợt, xoay người rời đi. Tu vi của hắn bây giờ còn yếu, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, không bằng trước tiên tìm thiên vận thạch, đợi đạt tới linh hải tầng 9 lại trở về, chỉ khoảng 3 tháng là được. Mấy ngày kế tiếp, hắn đi khắp nơi, tìm kiếm tâm tích của thiên vận thạch, nhưng không có thu hoạch gì. Ngược lại tao ngộ một yêu thú sinh hoa cảnh, bị đuổi theo cái mông chạy, cuối cùng chỉ có thể trốn vào hắc tháp. Sinh hoa cảnh thực sự quá mạnh mẽ, dù hắn có 2 linh khí cấp 10 cũng không thể liều mạng.
người khác không cách nào ở lâu trong khu vực này, nhiều nhất chừng 10 ngày nhất định phải rời đi. Ít nhất lùi tới vòng thứ hai, tiêu trừ ma niệm hỗn loạn trong lòng mới có thể tiến vào khu vực hạch tâm lần nữa. Nhưng Lăng Hàn không sợ, tiến vào hắc tháp hắn liền có thể trục xuất ý niệm hỗn loạn trong cơ thể, thậm chí sau khi cầm hắc thạch rèn luyện thần thức, hắn đã có năng lực miễn dịch tương đối. Loáng một cái, đã một tháng trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào khu vực này, tin tức của thiên vận thạch đã truyền ra. Cường giả linh anh cảnh cũng sẽ kinh động, cướp đoạt cơ duyên thay đời sau hoặc truyền nhân của mình. Tu vi của Lăng Hàn bước vào linh hải tầng 6, hơn nữa còn đạt đến đỉnh phong, cách đột phá tầng 7 cũng không xa lắm. Cái này ở trong dự liệu của hắn, để hắn kinh hỉ chính là hắn rốt cục đạt được đột phá ở trên trận đạo. Hắn thành công khắc ra 15 trận văn ở trên tảng đá, không chỉ không có một chút sai lầm, hơn nữa còn không dừng lại. Hoàn mỹ! Sau khi khắc trận văn khác nhau lên 7 trụ đá, hắn tiện tay tung, cắm một hàng, ngay ngắn có thứ tự. Cái này không phải ném loạn, trong đầu của hắn có trận đồ của Tiểu Thiên Nguyên Linh xà trận. Tổng cộng 105 trận văn hòa lẫn, cùng trận văn khắc trên mắt trận không kém chút nào, lúc này mới có thể dẫn dắt trận pháp. Nhất thời từng cái trận văn phát sáng, thông qua 7 cái trụ đá, lấy phương thức kỳ diệu xúc động sức mạnh đất trời, một con linh xà đang ngưng tụ, nhưng vừa mới mở ra cái đầu, đùng đùng đùng. 7 cái trụ đá tan nát, trận pháp tan rã. Hết cách rồi, đây chỉ là đá bình thường, nơi nào có thể chịu đựng được trận pháp cấp 4 xúc động sức mạnh đất trời. Đừng nói cấp 4, dù cấp 2, cấp 3 cũng không được, vẻn vẹn chỉ có thể là cấp 1 mà thôi. Lăng Hàn dùng đá điêu khắc, chỉ là không muốn lãng phí tử văn kim hắn mua, kim loại cấp 5 đương nhiên không thể lãng phí, cũng còn tốt. Không phải vật liệu cấp 6, nếu không dù chịu lấy ra lượng lớn nguyên tinh tam tinh cũng chưa chắc mua được, thiên địa kỳ chân, cực kỳ hy hữu. Hắn trở lại trong hắc tháp, bắt đầu điêu khắc tử văn kim. Tiểu Thiên Nguyên Linh xà trận là trận pháp thuộc tính thủy, cần 7 mắt trận. Trên thực tế, nếu như ta có thể điêu khắc ra 108 mắt trận cơ sở cấp 4 hệ thủy, liền có thể bố trí hết thảy trận pháp cấp 4 hệ thủy. Có điều, trận pháp chi đạo thực sự quá mênh mông, muốn bố trí hết thảy trận pháp, cần bao nhiêu mắt trận? Chỉ là tài liệu lãng phí liền có thể làm cho thiên nhân cảnh phá sản. Hiện tại ta chỉ nắm giữ Tiểu Thiên Nguyên Linh xà trận, sau này được càng nhiều trận pháp, lại suy nghĩ sự tình vật liệu đi. Còn nữa, nói không chắc thời kỳ thượng cổ có mắt trận lưu truyền xuống, chỉ cần ta luyện hóa liền bố trí được. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu khắc trận văn. Trên tử văn kim, ở trong hắc tháp, hắn không cần lo lắng không đủ sức mạnh, không cách nào khắc ra trận văn ở trên chân kim cấp 5. Đây là một ưu thế lớn, vô hình chung giảm bớt rất nhiều sai lầm. Mỗi trận văn đều cực kỳ phức tạp, tốc độ của Lăng Hàn không nhanh, nhưng tay cực ổn, không có dừng lại, cũng không có chần chờ. Sau một tiếng, mắt trận thứ nhất hoàn thành. Vừa dừng lại, hắn cảm thấy đầu như bị lấy sạch, đây là lực lượng thần hồn tiêu hao quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 405, lại chiêu hận đến. Lăng Hàn không chế tác mắt trận nữa, ở thời điểm khắc họa trận văn sẽ tiêu hao hồn lực kinh người, dù hiện tại hắn đã là linh hải tầng 6 hậu kỳ, vẫn cảm giác hồn lực không đủ. Hắn ra hắc tháp, bước chậm mà đi, tiếp tục tìm kiếm tâm tích của thiên vận thạch. Đợi tinh thần khôi phục viên mãn, hắn mới tiếp tục chế tác mắt trận thứ hai. Cứ như thế, lại qua 7 ngày, hắn mới hoàn thành chế tác 7 mắt trận, mà tu vi của hắn cũng đạt đến linh hải tầng 6 đỉnh cao, khả năng buổi tối, cũng có thể ngày mai sẽ đột phá. Nguyên bản mắt trận cần lấy thần hồn luyện hóa, lạc ấn ý thức của bản thân mới có thể sử dụng như ý. Nhưng 7 mắt trận này vốn là Lăng Hàn khắc, ở trong quá trình chế tác tự nhiên sẽ lưu lại ý chí của hắn, bởi vậy không cần đi luyện hóa nữa. Hắn vung tay phải lên, đùng 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 đùng. 7 mắt trận đã dồn dập xuất hiện ở quanh người, mà trong thức hải cũng xuất hiện 7 bóng mờ của mắt trận, từng cái đối ứng, ngay cả trận văn cũng không khác nhau chút nào. Vù, trong thức hải của hắn, trận văn trên các mắt trận bắt đầu phát sáng, 105 trận văn đều phát ra 104 tia sáng, nối liền những trận văn khác với nhau, hình thành hoa văn kỳ diệu. Oanh!
ở quanh người hắn, bảy mắt trận chân chính lập tức kích hoạt, giống như trong thức hải hắn vậy, trận văn, phát sáng, câu thông, hình thành một trận pháp. Sức mạnh đất trời hội tụ đến, cấp tốc ngưng tụ thành một linh xà, toàn thân trắng như tuyết, nhưng tỏa ra khí thế kinh người. Chỉ trong nháy mắt, con linh xà này liền triệt để hình thành, dài 10 trượng, hư bàn ở trên không trận pháp, như là thần long. Lăng Hàn hơi chuyển động ý nghĩ, con linh xà này cũng vận chuyển theo, dễ sai khiến, thích làm gì thì làm. Tất cả những thứ này, chính là bởi vì trong thức hải của hắn đang có một tòa tiểu thiên nguyên linh xà trận, câu thông với bảy mắt trận. Mà một khi lực lượng thần hồn của hắn tiêu hao hết, trận pháp này không phải tự mình biến mất, thì linh xà mất khống chế. Cũng còn tốt, khác trận văn tiêu hao thần hồn rất lớn, nhưng tiêu hao khi duy trì trận pháp lại kém hơn nhiều. Theo Lăng Hàn phỏng chừng, hắn hoàn toàn có thể vận chuyển một ngày một đêm. Đi! Lăng Hàn quát nhẹ, linh xà dương động, như giao long xông tới, khi thì đụng nát đại thụ, thạch đầu, khi thì bao hắn lại, hình thành phòng ngự. Thăm dò khoảng nửa giờ, Lăng Hàn cũng rõ công hiệu, hạn chế của trận pháp này như lòng bàn tay. Linh xà có thể công có thể thủ, lại như thú sủng, tiến có thể đả thương địch thủ, lui có thể thủ hộ. Nhưng có một tiền đề là không thể rời khỏi phạm vi của trận pháp 10 trượng, đây là một khuyết điểm. Nhưng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là kéo trận pháp đồng thời di động là được. Vì lẽ đó, khuyết điểm này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà thiên địch của trận pháp chính là hoàn cảnh, tiểu thiên nguyên linh xà trận là trận pháp hệ thủy, bởi vậy xúc động cũng là linh khí thuộc tính thủy. Nhưng đi tới địa phương thủy linh khí mỏng manh, uy lực của trận pháp sẽ giảm mạnh, đến địa phương hết thảy linh khí đều mỏng manh, vậy thì đổi dùng trận pháp khác cũng không có tác dụng. Ai bảo trận pháp là mượn sức mạnh của đất trời chứ? Nếu không có sức mạnh đất trời có thể mượn, vậy khẳng định xong đời. Thử một chiêu cuối cùng xem. Lăng Hàn hét lớn một tiếng nói, linh xà nhập thể. Vèo, linh xà dài 10 trượng kia chui vào ngực của hắn, biến mất tăm, nhưng khí tức của Lăng Hàn lại lập tức tăng vọt, đạt đến trình độ linh hải tầng 9. Trận linh vào thể, có thể tăng lên sức chiến đấu càng phổ thông, phạm vi tăng lên sẽ càng lớn. Ví dụ sức chiến đấu của bản thân là 1 tinh, sức chiến đấu của trận pháp là 10 tinh, vậy tăng lên ít nhất cũng có 10 tinh. Nhưng bản thân 10 tinh, trận pháp cũng 10 tinh, hai người chồng chất, có thể có 12 tinh, 13 tinh là tốt lắm rồi. Này rất giống linh khí, sức chiến đấu của người dùng thấp, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng sức chiến đấu người dùng mạnh mẽ lại thành trên gấm thêm hoa, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thêm trận pháp, sức chiến đấu của ta có thể đạt đến bao nhiêu tinh? Lăng Hàn gãi đầu, thật khó chắc a, bởi vì kiếp trước coi như hắn cắn dược, sức chiến đấu cũng không có xông qua 20 tinh, ở trên sức chiến đấu làm sao ước định hắn thật không rõ ràng. Quên đi, chỉ cần ta biết mình đủ mạnh là được. Lăng Hàn thu hồi 7 kim bổng, mắt trận sử dụng vật liệu càng cao cấp, chẳng những có thể chịu đựng sức mạnh đất trời mạnh mẽ, còn có thể phòng ngừa bị người dùng man lực, binh khí phá hoại, bằng không mắt trận bị hủy, trận pháp cũng xong. Hắn tùy ý mà đi, thầm nghĩ tạm thời không có thu hoạch gì, nhưng lại qua 2 tháng hắn có thể thẳng tiến linh hải tầng 9, chí ít có thể thu lấy xích hồng hàn băng thảo. Đây là mục đích chủ yếu nhất của hắn chuyến này, bất luận hắc thạch hay thiên vận thạch, đó chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đi một hồi, chỉ nghe phía trước có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, rất nhanh, hai người từ trong rừng đi ra, một trước một sau. Đi ở phía trước chính là nữ tử toàn thân bạch y, trên mặt cũng che lụa trắng, nhưng phong thái xinh đẹp, gần như hoàn mỹ, Chư Toàn Nhi. Ở sau lưng nàng là một thanh niên trẻ, nhưng không phải Yêu Hồi Nguyệt. Nếu như Yêu Hồi Nguyệt thật xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối sẽ sóng vai đi với Chư Toàn Nhi, làm sao có khả năng đi theo phía sau người khác. Là La Đạt, Chư cô nương, Lăng Hàn hỏi thăm một chút. Chư Toàn Nhi nhíu mày không thoải mái, nàng biết Lăng Hàn cũng vì xích hồng hàn băng thảo mà đến, điều này làm cho nàng rất không thích. Nhưng thiên địa linh dược không có dán lên nhãn mác thuộc về ai, chẳng lẽ nàng còn có thể cản Lăng Hàn sao? Lại nói, nàng cũng không có tư cách này. Bởi vậy, nàng chỉ nhìn Lăng Hàn, khom người thi lễ, liền nghênh ngang rời đi. Nhưng La Đạt lại lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, hắn chưa từng thấy Chư Toàn Nhi khách khí với nam tử khác như thế, điều này làm cho hắn ghen ghét dữ dội, hận không thể giết người.
hắn ngẫu nhiên gặp Chư Toàn Nhi, lập tức đi theo ở bên người nữ thần, nhưng bởi vì Chư Toàn Nhi vẫn chưa tìm được Xích Hồng Hàn Băng Thảo, nên tâm tình khó chịu, nào có tâm tư phí lời với hắn, tự nhiên để hắn cảm giác lạnh nhạt. Nhưng thứ nhất Chư Toàn Nhi như nữ thần cao quý, thứ hai thực lực của người ta cao hơn hắn, dù hắn muốn đánh cũng đánh không lại à. Nhưng mà, Chư Toàn Nhi lạnh lùng với hắn, nhưng khom mình hành lễ với một thiếu niên khác, một đôi so sánh, hắn không phẫn nộ mới lạ. Chư Toàn Nhi rất nhanh biến mất, La Đạt rời đi theo, nhưng không lâu lắm, Lăng Hàn liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, là La Đạt đang bước nhanh đuổi theo. Tiểu tử, đứng lại cho ta. La Đạt quát to. Lăng Hàn không ngừng bước, chỉ làm như không nghe thấy. Vèo, La Đạt tung người một cái, nhảy đến trước mặt Lăng Hàn, ngăn trở đường đi của hắn, phẫn nộ nói, ngươi điếc sao, không nghe ta nói sao. Há, hóa ra là ngươi đang gọi, ta còn tưởng rằng là cẩu, khoan hãy nói, thật rất giống. Lăng Hàn cười nói, La Đạt sững sờ, ngay sau đó liền giận tím mặt, thiếu niên này lại dám trêu chọc mình. Hắn điềm nhiên nói, ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 406, cành cây nghênh địch. Chó ngoan không cản đường, mau cút. Lăng Hàn dùng ngón tay giơ giơ. Ha, ha. La Đạt cười gằn, người trẻ tuổi bây giờ thực là người không biết không sợ, đối mặt thần thai cảnh như hắn, lại là tồn tại trên thiên kiêu bảng, lại còn dám lớn lối như vậy. Hắn hừ một tiếng nói, ta tạm thời không tính toán với ngươi, nói, tại sao ngươi biết Chư Tiên Tử? Nói đến nói đi, hắn vẫn không bỏ xuống được thái độ của Chư Toàn Nhi với Lăng Hàn, giữa hai người đến cùng có quan hệ gì, Chư Toàn Nhi lại hành lễ với Lăng Hàn. Há, ngươi nói Toàn Nhi sao? Lăng Hàn cười hì hì, thuận miệng nói bậy. Nàng là con dâu nuôi từ bé của nhà ta, thấy ta đương nhiên phải hành lễ, Chư Nhi nhà ta vẫn hiểu tam tòng tứ đức. La Đạt bị hắn dọa đến sững sờ, sau đó mới phản ứng lại nói hưu nói vượn. Chư Toàn Nhi là đệ tử đắc ý của Bán Nguyệt Tông, làm sao có khả năng là con dâu nuôi từ bé của nhà ai? Chà chà, cái này cũng bị ngươi phát hiện, thật thông minh. Lăng Hàn cố ý khen. La Đạt đen mặt, thiếu niên này lại dám trêu chọc mình như hầu tử. Hai mắt hắn phun lửa nói, lại không thành thật, đừng trách ta vô tình. Hắn thả ra khí tức của thần thai cảnh, cuồn cuộn giật động. Đối với thiên tài như hắn mà nói, hơn một tháng đủ để thay đổi rất nhiều, như hắn thì hoàn toàn ổn định cảnh giới. Tu vi đẩy mạnh đến thần thai tầng 1 hậu kỳ, thực lực so với lúc chiến đấu cùng Trầm Trung Thành chí ít mạnh hơn 3 phần. Hắn có không gian tăng lên vô hạn, nhưng linh hải tầng 9 nện vững chắc như thế nào đi nữa cũng có cực hạn, mà càng tiếp cận cực hạn, tăng lên sẽ càng khó khăn. Bởi vậy thời gian giống nhau, thực lực của hắn tăng lên nhất định phải vượt qua Trầm Trung Thành. Tái chiến với Trầm Trung Thành, hắn tự tin có thể thắng. Lăng Hàn cố ý ôm vai nói, không đừng làm ta sợ, con người của ta rất dễ chấn kinh. Ha ha, ngươi xác thực nên chấn kinh, bởi vì ngươi đối mặt chính là La Đạt trên thiên kiêu bảng. La Đạt ngạo nhiên nói, đối với Lăng Hàn sợ hãi cảm thấy thỏa mãn. Lăng Hàn tiếp tục nói, ta kinh sợ sẽ phát điên, thích đánh người, không biết bao nhiêu người bị ta đánh đến quỳ trên mặt đất gọi ra ra, không phải ngươi cũng muốn gọi như vậy chứ. Khóe miệng của La Đạt co giật một hồi, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt này miệng nham hiểm, hắn điềm nhiên nói, ngươi miệng tiện như thế, đó là đang tự tìm đường chết. Này này này, ngươi lại làm ta sợ. Lăng Hàn cười nói, ta không phải dọa ngươi, ta là thật biết đánh ngươi. La Đạt ra tay, tay phải thò ra, ý chí võ đạo lưu chuyển, oanh. Ánh sáng bắn ra, hắn giống như dẫm thần hà mà đến, khí thế uy vũ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tay phải ngưng tụ thành nắm đấm, chờ đối phương chộp tới, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng trầm hưởng vang lên, hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Lăng Hàn kinh ngạc nói, hơi xem thường ngươi rồi, lại có thể bức lui ta. Ai, làm người quả nhiên không thể quá kiêu ngạo. Cái này cần sửa. Ta sát. La Đạt vừa giận vừa sợ, lời này hẳn là hắn nói mới đúng. Hắn là thần thai cảnh, về mặt chiến lực nên tuyệt đối nghiền ép linh hải cảnh mới đúng, nhưng sau một đòn,
Tuy hắn không dùng toàn lực, càng không có sử dụng võ kỹ, nhưng này cũng là một đòn của thần thai cảnh a. Then chốt là, Lăng Hàn còn chưa đạt đến linh hải tầng 9, nhưng sức chiến đấu kinh người như vậy, hầu như là trầm trung thành thứ hai, đây thực sự là yêu quái a. Trên thiên kiêu bảng khóa này, thiếu niên kia tuyệt đối là hắc mã, sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Nghĩ tới đây, La Đạt nổi lên sát tính. Trên thiên kiêu bảng không cần yêu nghiệt như vậy cạnh tranh với hắn. Động, sát tâm với ta. Lăng Hàn lắc đầu nói, vốn không cừu không oán, ta đánh ngươi một trận cũng coi như thôi, nhưng ngươi lại động sát ý với ta, vậy ta chỉ phải giết ngươi, cái này gọi là không chịu thiệt. Giết ta. La Đạt cười gằn, coi như Trầm Trung Thành hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi đối phương còn chưa đạt tới linh hải tầng 9. Hắn phát kiếm, hai thanh đoản kiếm bay múa, công kích cuồn cuộn mà tới. Lăng Hàn tiện tay chiêu một cái, vèo, một cành cây rơi vào trong tay hắn. Hắn mỉm cười nói, ta dùng cành cây này giết ngươi. La Đạt nổi giận, Trầm Trung Thành quyết chiến với hắn thì không rút kiếm, hiện tại Lăng Hàn lại dùng một cành nói muốn giết hắn, hai người này quá không để hắn ở trong mắt. Hắn phẫn nộ rên một tiếng, nói, chẳng mấy chốc ngươi sẽ ăn lấy ác quả, có thực lực, sẽ tự tin như thế. Lăng Hàn cười ha ha nói, chủ động xuất kích, một kiếm dương động, xeo xeo xeo, bảy đạo kiếm khí bộc phát. Bảy đạo kiếm khí, La Đạt kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ tu luyện ra 6 đạo kiếm khí mà thôi, đi chết. La Đạt múa song kiếm, từng sợi tơ màu trắng tung bay, hình thành mạng nhện. Đây là bí thuật hắn tu luyện, có thể hóa kiếm khí thành vật giống như lưới cá, vừa thu lại, lực sát thương khủng bố sẽ bộc phát ra. Không phải thua một đạo kiếm khí sao, hắn có ưu thế một cảnh giới lớn, lại có linh khí trong tay, đủ để bù đắp. Phốc phốc phốc, kiếm khí của Lăng Hàn chém tới lưới cá, nhất thời xé lưới cá ra từng lỗ hổng, nhưng những kiếm khí này cũng dập tắt theo, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng sắc mặt của La Đạt càng ngày càng khó coi, hắn rõ ràng có ưu thế một cảnh giới lớn. Còn dùng linh khí kích thích ra kiếm khí, dù như vậy, kiếm khí của song phương ở trên chất lượng cũng chỉ hòa nhau. Phải biết, chất lượng kiếm khí quyết định bởi 3 điểm, sức mạnh của bản thân, lĩnh ngộ kiếm đạo cùng vật dẫn. Đánh ra kiếm khí, hắn ở sức mạnh, vật dẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn hòa nhau, có thể thấy được hắn lĩnh ngộ kiếm đạo kém Lăng Hàn bao nhiêu. Thế nào? Lăng Hàn cười nói, dương động cành cây, lần thứ hai gọt về phía La Đạt. Nguyên lực rót vào, cành cây này cũng rắn như kiếm thép. Cuồng ngạo tự đại, chỉ có thể tự chịu diệt vong. La Đạt cười gằn, vung kiếm đón nhận, vô số sợi tơ chen chúc, muốn nhốt Lăng Hàn vào trong. Lăng Hàn không có ý chiến đấu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vận chuyển ra huyền diệu tam thiên. La Đạt cảm giác toàn thân phát lạnh, hiện tại khí thế của Lăng Hàn đang tản ra để hắn hồi tưởng lại yêu hồi nguyệt. Lúc trước hắn chỉ nhấc tay, kiếm ý lăng thiên, dễ dàng liền đánh giết hai vị thần thai tầng 9. Hai người tuyệt nhiên không giống, nhưng khí tức tản mát ra lại tương tự kinh người, điều này làm cho chân hắn mềm nhũn. Oanh, 276 ánh kiếm di động, đánh về phía La Đạt. La Đạt cắn răng, xoạt xoạt xoạt, hắn vừa lùi vừa vung kiếm, hình thành một lưới kiếm khí ở trước người. Phốc 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 phốc, ánh kiếm kéo tới. Tấm lưới ầm ầm phá nát, tốc độ hắn bệnh còn kém xa tính phá hoại của ánh kiếm, tuy ánh kiếm cũng bởi vậy tổn thất mấy chục đạo, nhưng còn gần 200 đạo oanh đến. La Đạt giống to, đem hết toàn lực ngăn chặn. Ánh kiếm dâng lên, cả người hắn đều là thương tích, nhưng tính mạng vẫn còn. Dù sao, ánh kiếm này là dùng cành cây kích phát, không chỉ số lượng còn lâu mới đạt đến 800, hơn nữa lực sát thương của ánh kiếm cũng yếu đi rất nhiều. Lại thêm La Đạt dù sao cũng là thần thai cảnh, nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp, cuối cùng để hắn tránh được một kiếp. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 407, Chiến Nguyên Tâm. Lại không chết, Lăng Hàn sững sờ, sau đó lắc đầu, nhẹ buông tay, nhánh cây kia liền hóa thành bột mịn. Đó chỉ là cành cây phổ thông mà thôi. Nào, chịu được kiếm ý của hắn, nguyên lực vừa dứt, tất nhiên sẽ tiêu tan. La Đạt ngơ ngác nhìn Lăng Hàn,
thiếu niên này là yêu quái sao? Rõ ràng chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi, nhưng sức chiến đấu còn cường đại hơn Trầm Trung Thành, chỉ dựa vào một cành cây làm kiếm, lại suýt chút nữa đánh giết hắn. Lăng Hàn vuốt cằm nói, làm sao bây giờ, nói chỉ dùng cành cây, nhưng lại không thể giết người, lần này lúng túng rồi. Hàm răng của La Đạt run lên, nhưng trên mặt rất kiên định nói, muốn giết cứ giết, đừng nhục nhã ta. Lăng Hàn cười hì hì nói, cũng coi như là nhân vật trên thiên kiêu bảng, chí ít còn có chút cốt khí. Được rồi, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta chỉ đành tác thành ngươi. La Đạt không khỏi co giật, lẽ nào đối phương có ý buông tha hắn, nhưng vừa nãy hắn kiên cường như thế, không phải trực tiếp đập chết cái mạng nhỏ của mình sao? Cái kiên cường này đánh đổi cũng quá lớn đi. Vẻ mặt của Lăng Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời nói, nếu các hạ đến rồi, hà tất che đậy làm chi? Ha ha, chỉ là đi ngang qua, xem náo nhiệt mà thôi. Một trung niên hơn 30 tuổi từ trên ngọn cây nhảy xuống, vóc người thon dài, dù cho đã trung niên, nhưng vẫn tỏa ra phong thái mê người. Thần thai tầng 9. Lăng Hàn thầm tính toán, tay không, sức chiến đấu của hắn gần như thần thai nhị tinh, sử dụng huyền diệu tam thiên có thể để cho sức chiến đấu của hắn bay thẳng tam tinh. Lại thêm hai linh khí, như vậy có thể đạt đến thất tinh, sau đó dùng trận pháp bổ trợ, cực hạn có thể so với thần thai cửu tinh. Đây là cực kỳ kinh người, phải biết hiện tại hắn chỉ là linh hải tầng 7A. Sức chiến đấu vượt qua dòng dã một cảnh giới lớn, đây thực sự là muốn nghịch thiên rồi. Đương nhiên, nếu như tính hắc tháp quán lực vào. Quên đi, đây không phải sức chiến đấu thường quy, mỗi cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Có điều, hắn yêu nghiệt, đối thủ cũng có thể. Yêu nghiệt, sức chiến đấu của thần thai tầng 9 không hẳn chỉ có 9 tinh, khả năng là 10 tinh, cũng có khả năng là 15 tinh, thậm chí 20 tinh, ai biết được. Các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói, họ Đinh, tên Nguyên Tâm. Trung niên nam tử này cười nói, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nguyên Tâm, ca ca của Đinh Cao Dương, nhân vật trên thiên kiêu bảng giới trước, hình như xếp hạng còn không thấp. Bởi vậy, Lăng Hàn lập tức có thể xác định, sức chiến đấu của đối phương tuyệt đối không chỉ 9 tinh. Không có năng lực vượt cấp chiến đấu, có thể đăng lên thiên kiêu bảng sao? Đùa giỡn, làm sao cũng phải có sức chiến đấu vượt qua 5 tinh mới được. Lăng Hàn nha một hồi, nói, ta thật giống như nghe nói qua một người tên Đinh Cao Dương, ngươi biết không? Đó là đệ đệ của ta. Nguyên Tâm nói, vậy thì thật không tiện, bị ta làm thịt rồi. Lăng Hàn nhún vai một cái, ta biết, vì lẽ đó ta đến giết ngươi. Nguyên Tâm bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại tỏa ra hàn ý cực kỳ lạnh lẽo. Lăng Hàn sờ cằm nói, ngươi xác định đến giết ta. Ngươi xác thực rất bất phàm, mới chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi, nhưng sức chiến đấu lại đột phá cực hạn của linh hải cảnh, đạt đến thần thai nhị tinh, thậm chí tam tinh. Nhưng cũng chỉ như vậy, ta là thần thai tầng 9, sức chiến đấu có thể đạt tới 15 tinh, ngươi làm sao chặn? Nguyên Tâm từ tốn nói, thong dong đến cực điểm. Vậy còn chờ gì nữa? Để cho ta tới thử xem sức chiến đấu của thần thai 15 tinh à. Lăng Hàn cười ha ha nói, như ngươi mong muốn. Nguyên Tâm hừ một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến trước người Lăng Hàn, một chưởng vỗ về trán của hắn, chưởng chưa tới, nguyên lực đã hạo nhiên oanh đến, tràn ngập lực sát thương đáng sợ. Thân hình của Lăng Hàn lui về phía sau, vù, lôi đình chiến giáp đã vận chuyển, hình thành một hàng rào tia sét, mà sinh kiếm cũng cầm ở trong tay, hắn thắp. Sáng hai cái mạch văn, một chiêu kiếm gọt qua, bảy đạo kiếm khí ngang dọc, đùng. Dưới một đòn, hắn vẫn bị đập bay ra ngoài, bàn tay, cổ cùng da rẻ nứt toát, lộ ra từng vết máu. Sức chiến đấu của thần thai 15 tinh thật đáng sợ, mà hắn vẫn chưa vận chuyển tiểu thiên nguyên linh xà trận, tự nhiên không địch lại. Nhưng Nguyên Tâm lại lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy đòn đánh này hắn chưa toàn lực ứng phó, bất quá lấy thực lực của hắn. Một đòn tùy ý ít nhất cũng có 10 tinh, nhưng chỉ đánh nứt da rẻ của Lăng Hàn, đây cũng quá khuếch đại đi. Lăng Hàn thầm tính, nếu không phải hiện tại hắn vẫn là nham thạch thể, không thể bước vào thiết bì thể, bằng không sức mạnh như vậy phản chấn, ngay cả làn da của hắn cũng không cách nào đánh nứt. Chỉ có La Đạt kinh hãi đến đổ mồ hôi, hóa ra Lăng Hàn cường đại đến mức độ như vậy, hắn lại còn muốn đánh giết đối phương, thực sự là không biết trời cao đất rộng.
Vấn đề là, tại sao hắn có thể cường như thế? Đây là linh khí gì? Nguyên Tâm nhìn chằm chằm ma sinh kiếm trong tay Lăng Hàn, vừa nãy nếu không phải bị thanh kiếm này trấn nhiếp, để sức chiến đấu của hắn rơi xuống một đoạn, bằng không Lăng Hàn không chỉ bị đánh bay đơn giản như vậy. Không chỉ thanh kiếm này, chiến giáp trên người của đối phương cũng có hiệu quả phòng ngự kinh người, hai cái gia trì mới để Lăng Hàn nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng thần thai thập tinh. Ngươi đoán đi, Lăng Hàn cười nói, không nói cũng không sao, chờ ta đoạt lại, vậy thì là của ta rồi. Nguyên Tâm tự tin nói, sức chiến đấu của hắn cao tới 15 tinh, mà vừa nãy Lăng Hàn đỡ một đòn tùy ý của hắn cũng có chút khó khăn, thì làm sao chống được toàn lực của hắn. Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú, Lăng Hàn vỗ tay cười nói, là tưởng tượng hay hiện thực, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết. Trong ánh mắt Nguyên Tâm toát ra vẻ tham lam, hai linh khí trên người Lăng Hàn để hắn đỏ mắt. Mặc kệ là báo thù cho đệ đệ hay cướp đoạt hai linh khí kia, hắn đều phải đánh giết Lăng Hàn. Oanh, hắn xuất thủ, vỗ ra một chưởng, phong vân dũng động. Thần thai tầng 9 đã là cực hạn mà người phàm tục có thể đạt đến, uy thế tự nhiên khủng bố. Hắn đánh ra một chưởng này, từng mạch văn phát sáng, oanh. Liệt diễm vô biên xì ra, biến bốn phía thành biển lửa. La Đạt kêu thảm thiết, vội lăn lộn chạy ra ngoài. Hắn chỉ là thần thai tầng 1 mà thôi, làm sao có thể chống đỡ ngọn lửa này. Trên lôi đình chiến giáp, mạch văn chen trúc, tỏa ra ánh sáng lôi đình vô tận, quấn quanh ở trên người Lăng Hàn, cản lại hỏa diễm oai. Nhưng này cũng có hạn, cảnh giới của hắn còn thấp, sức mạnh sấm sét kích thích ra không đủ mạnh, đánh không lại hỏa diễm oai. Lăng Hàn xuất kiếm, bảy đạo kiếm khí ngang dọc, đọ sức với Nguyên Tâm, không đáng chú ý. Nguyên Tâm cười gằn, ưu thế cảnh giới của hắn thực sự quá lớn, bất luận Lăng Hàn dùng thủ đoạn gì cũng không thể bù đắp chênh lệch như vậy. Lăng Hàn không đáp, chỉ tiếp chiến, tay trái của hắn rung lên, tế tử kim văn bổng, bày ra tiểu thiên nguyên linh xà trận. Nhất thời, linh xà hiện lên, tiến vào trong cơ thể hắn, lần thứ hai tăng sức chiến đấu của hắn lên. Ồ, trận pháp! Nguyên Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi còn là trận pháp sư. Có điều, coi như bố trí trận pháp, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, kém xa lắm. Oành oành oành. Hai người ác chiến, nhưng không có chút hồi hộp nào, tình cảnh nghiêng về một phía, Nguyên Tâm chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ mười mấy chiêu, Lăng Hàn đã ngàn cân treo sợi tóc. Cái này vẫn là hắn có lôi đình chiến giáp, bằng không đã sớm chết rất nhiều lần, nhưng dù vậy, hắn vẫn ăn vết thương đầy rẫy. Có vài chỗ thương tới xương cốt, ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 408, Đạo Kiếm Khí thứ 8. Sau khi chiến đến sơn cùng thủy tận, Lăng Hàn bắt đầu trốn. Nguyên Tâm tự nhiên theo sát không nghỉ, hai người triển khai đại trốn giết. Tại sao Lăng Hàn không trốn vào trong hắc tháp? Đó là hắn không muốn quá ỷ lại hắc tháp. Hắc tháp đúng là chí bảo bảo mệnh, nhưng Lăng Hàn không coi đây là lá bài tẩy không gì làm không được, vạn nhất gặp phải cao thủ hắc tháp không thể chống đối, vậy làm sao bây giờ? Cái này không chút khuếch đại, phải biết hắc tháp cũng trọng thương, mà trên đời này cường giả nhiều lắm. Hơn nữa, cứ gặp phải nguy hiểm liền trốn vào hắc tháp, cái này sẽ làm Lăng Hàn mất đi huyết tính và dũng khí. Muốn leo lên đỉnh cao võ đạo, dũng khí là bản chất tuyệt đối không thể mất đi. Vì lẽ đó Lăng Hàn thà rằng vết thương chồng chất, cũng không muốn dễ dàng trốn vào hắc tháp. Hắn muốn dùng Nguyên Tâm đến mài giũa bản thân, bởi vì hắn cảm giác được đạo kiếm khí thứ 8 đã sắp mở rộng. Hắn là loại tính cách gặp áp lực càng lớn, thì tính dai, đấu trí càng mạnh. Bởi vậy Nguyên Tâm là một viên đá mài dao rất tốt, có thể đánh bóng hắn. Hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn đều suýt chút nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng bất diệt thiên kinh triển khai, thương thế nặng đến đâu cũng phục hồi rất nhanh, để hắn có thể chạy đi. Liên tục 7 ngày, Lăng Hàn vừa đánh vừa lui, lần nguy hiểm nhất là ngực của hắn bị bắn trúng, chính là cửa động bị phá tan của lôi đình chiến giáp, suýt chút nữa để trái tim của hắn bể mất. Cũng còn tốt, một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển, thương thế của hắn lập tức khôi phục, nhưng cũng làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh. Nhưng chính như thế, Lăng Hàn thu được cảm ngộ,
một chiêu kiếm chém ra, đánh ra đạo kiếm khí thứ 8. Cái gì? Con ngươi của Nguyên Tâm trừng to, rõ ràng một chiêu kiếm suýt chút nữa đâm thủng ngực của Lăng Hàn, dưới nguyên lực xung kích. Lục phủ ngũ tạng của đối phương nên bể nát, nhưng đối phương không chỉ không sao, trái lại còn tiến thêm một bước, hình thành đạo kiếm khí thứ 8. Đây thực sự là quái thai à? Lăng Hàn cười ha ha nói, cảm tạ. Tạ muội muội ngươi, hắn căn bản không muốn giúp trợ Lăng Hàn ngộ đạo à. Nguyên Tâm âm lệ nói, tám đạo kiếm khí thì đã làm sao, cái này căn bản không có cách nào bù đắp cảnh giới chênh lệch. Nói không sai, vì lẽ đó không chơi với ngươi nữa. Lăng Hàn bắn lên, tiến vào trong rừng rậm, thân hình lóe lên, đã tiến vào hắc tháp. Trong thời gian ngắn hắn không thể đánh bại Nguyên Tâm, nếu tu ra đạo kiếm khí thứ 8, như vậy nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên không cần chiến đấu nữa, hắn còn phải tu luyện nha. Nguyên Tâm truy đến, nhưng đã không còn hình bóng của Lăng Hàn, tự nhiên gào thét liên tục. Truy sát 7 ngày 7 đêm, nhưng không giết được một tên võ giả linh hải tầng 7. Trái lại để đối phương ở dưới áp lực cực lớn tu ra đạo kiếm khí thứ 8, chuyện này quả thật là quất hắn một bạt tai. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, Nguyên Tâm lạnh lùng nói. Bảo vật trên người của ngươi đều là của ta. Lăng Hàn ở trong hắc tháp tu luyện một hồi, mấy ngày nay hắn không phải chiến đấu thì chạy trốn, nào có thời gian tu luyện, nhưng chiến đấu đúng là thủ đoạn tăng lên tốt nhất. Hắn phát hiện thân thể của mình ở vào một loại trạng thái đặc thù nào đó, bất luận đối với linh khí hay nguyên lực, đều có tính dung hợp rất tốt. Trong trạng thái này, việc tu luyện của hắn có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này cực kỳ kinh người, rõ ràng đã 7 ngày không tu luyện, nhưng hắn chỉ dùng 1 ngày liền bù đắp lại, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn 3, 4 phần 10. Chẳng trách kiếp trước đám người kiếm đế, thiên phượng thần nữ hiếu chiến như vậy, sau khi bước vào sinh hoa cảnh, bởi vì linh dược có thể tăng cao tu vi cực kỳ ít ỏi. Mà nguyên tinh cũng giống như thế, hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh nào đồng ý luyện chế lượng lớn nguyên tinh cho người ta sử dụng. Nhiều nhất chỉ luyện chế 1-2 khối ban cho hậu, bối, để chúng tìm hiểu ý chí võ đạo mà thôi. Bởi vậy, lấy chiến nuôi chiến liền thành lựa chọn tốt nhất, dù sao đan đế như Lăng Hàn kiếp trước cũng chỉ có một tên mà thôi. Người khác không thể phục chế con đường của hắn a. Lăng Hàn gật đầu, xem ra, sau này nên tìm vài đối thủ lợi hại đánh nhau. Đương nhiên là không thể mạnh thái quá, bằng không giao thủ một cái liền chết, vậy còn tăng cái rắm. Lăng Hàn đã sớm nhìn không thấu tu vi của hồ nữ, đánh qua mới biết, tiểu nha đầu cũng tăng lên tới linh hải tầng 5. Chỉ thấp hơn hắn tí tẹo, thật giống như ở sau lưng Lăng Hàn phất cái roi, đốc xúc hắn không dám thả lỏng, bằng không sẽ bị hồ nữ vượt qua. Bị một tiểu nha đầu 5-6 tuổi vượt qua, cái này thật mất mặt. Lăng Hàn và hồ nữ đi ra tháp, cất bước một lúc, lại va phải nơi đóng quân của người ta. Chỉ thấy phía trước có chừng 10 lều vải, mà hiện tại chính là giờ cơm, 13 người đang vây quanh đốt lửa trại, ăn đồ vật. Ha 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 ha, các ngươi nhìn, thiếu niên này lại dẫn theo một tiểu nha đầu tiến vào ám ma xâm lâm. Nhìn thấy hai người Lăng Hàn, có mấy người cười ha ha nói, xác thực, hổ nữ quá nhỏ rồi. Có thể đi tới đây, thiếu niên này thật không đơn giản nha. Có người nhìn thấy nhiều thứ hơn, không phải là linh hải tầng 7 sao? T, linh hải tầng 7. Linh hải tầng 7 chưa tới 20, cái này có chút kinh người. Thiếu niên, ngươi cũng vì thiên vận thạch mà đến sao? Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi, hiện tại đã có rất nhiều sinh hoa cảnh xuất hiện, ngay cả thần thai cảnh cũng không chen mồm vào được, huống chi là linh hải cảnh. Chạy loạn như ngươi, chỉ đưa tới họa sát thân cho mình. Một ông già nói, tu vi thần thai tầng 7. Lăng Hàn nha một hồi, cười nói, tiền bối sao lại nói lời ấy, lẽ nào hiện tại ám ma xâm lâm này còn không cho người khác đi vào? Xác thực như vậy, ông lão kia gật đầu nói, giá trị của thiên vận thạch quá cao, tuy không có tác dụng với sinh hoa cảnh, hóa anh cảnh, nhưng đối với võ giả phía dưới mà nói, lại cực kỳ quý giá, có thể tạo ra được một thiên tài. Hiện tại, tuy cường giả linh anh cảnh còn chưa xuất hiện, nhưng sinh hoa cảnh đã đến rất nhiều, loại tiểu nhân vật như ngươi chạy loạn khắp nơi, bị người đập chết cũng không phải là không có khả năng. Thiếu niên, gia nhập thiên tàm viện chúng ta đi, làm công mấy ngày, mỗi ngày cho 2 khối nguyên tinh, thế nào? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc nói, tiền bối, ta chỉ là linh hải tầng 7,
có thể có tác dụng gì, gặp phải sinh hoa cảnh căn bản không phải là đối thủ à. Đã tìm được vị trí của thiên vận thạch, nhưng mọi người đều kiêng kỵ con yêu thú bảo vệ kia, không có ai tùy tiện ra tay, miễn bị người khác chiếm tiện nghi. Nhưng cách cục như vậy sẽ không kéo dài quá lâu, mọi người nhất định sẽ kết minh giết chết con yêu thú kia trước, đến thời điểm đó đồng minh tự nhiên vỡ tan. Nhà nào thực lực càng mạnh thì càng có cơ hội đoạt được thiên vận thạch, linh hải cảnh cũng là sức mạnh không thể bỏ qua. Ông lão giải thích. Lăng Hàn cười cợt, cái gì là sức mạnh không thể bỏ qua, đây chỉ là nói êm tai, chỉ coi bọn họ thành bia đỡ đạn mà thôi. Nhìn sát ý trong mắt ông lão, Lăng Hàn biết nếu hắn lắc đầu từ chối, đối phương tất sẽ hạ sát thủ, tuy hắn không sợ. Nhưng vì cái gì không lẫn vào bọn hắn trước, tìm tới vị trí của thiên vận thạch, đến thời điểm đó lại đục nước béo cỏ. Được, hắn rất thoải mái đáp ứng. Ông lão cũng lộ ra nụ cười, sát ý tiêu tan. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 409, Kim Huyết Ma Viên. Đây là một chi đội ngũ của Thiên Tàm Viện, nhưng chân chính thuộc về Thiên Tàm Viện thì chỉ có ông lão kia, tên Tả Vũ Đạo, những người khác đều như Lăng Hàn, bị hắn nửa đường mời chào tới. Không, cần phải nói, đội ngũ bọn họ hoàn toàn là bia đỡ đạn, thật gặp phải đại chiến gì, vậy bọn họ đều là tới lấp mệnh. Có mấy người trong ánh mắt có vẻ ưu lo, hiển nhiên nhìn ra chân tướng, nhưng cũng có ít người vui sướng, một ngày có thể kiếm hai khối nguyên tinh, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Chỉ có điều, vạn nhất nhiều thế lực phát sinh đại chiến, người nơi này phỏng chừng sẽ chết sạch, Thiên Tàm Viện cần giao nguyên tinh cho người chết sao? Lăng Hàn bình tĩnh thong dong, hắn có hắc tháp, sức lực 10 phần, ngược lại có tâm đục nước béo cỏ. Hắn và hồ nữ giả heo ăn thịt hổ, mọi người thấy bọn họ một vẫn là thiếu niên, một cái khác là tiểu cô nương, thì sao có khả năng sinh ý đề phòng. Sau khi ăn cơm xong, đội ngũ này tiến về phía tây nam, nửa ngày sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một thung lũng, nhưng lúc này ngoài cốc người ta tấp nập, thật giống như mở hội vậy. Ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, chỉ thấy nơi này chia ra rất nhiều thế lực, dùng lều vải đơn giản làm thành từng khu vực nhỏ. Đại bộ phận thế lực còn cắm cơ xí, tỉ như Thiên Tàm Viện, chính là một yêu tàm màu tím, Thực Cốt Lâu là một đầu lâu, Hàn Thủy Tông là một băng hà. Hàn Thủy Tông cũng tới. Lăng Hàn cười hì hì, lúc trước hắn ở Lạc Nguyệt Hạp đánh giết một tên đệ tử của Hàn Thủy Tông, nếu như hiện tại hắn hiển lộ thân phận, cường giả Hàn Thủy Tông có thể tìm hắn tính sổ hay không? Nếu như không thể buông tha, thì có khả năng này, có điều dưới con mắt mọi người, ai dám ra tay với một tên đan sư? Trừ khi tên đan sư này làm ra sự tình người người oán trách, gây nên công phẫn, nếu không nhất định phải suy tính quái vật khổng lồ như đan sư hiệp hội. Hơn nữa hiện tại Lăng Hàn đã là đan sư địa cấp, vì một đệ tử linh hải cảnh nho nhỏ đắc tội đan sư địa cấp. Ha ha, chỉ có con ruột chết mới sẽ liều như vậy đi. Lăng Hàn tìm một vòng, phàm là thế lực hắn biết cơ. Bản đã đến đủ, ngoại trừ một nhà. Huyết Quang Lâu. Có người nói Huyết Quang Lâu chủ trước bị một người tự xưng quyền đế đánh bại, nhường ra vị trí lâu chủ, hiện tại vị kế nhiệm kia thật biết nhịn, đối mặt thiên vận thạch cũng không ra tay. Phải biết đồ chơi này coi như mình không cần, ném cho Linh Bảo Các đấu giá, tuyệt đối là giá trên trời nha. Lăng Hàn cực kỳ biết điều, ẩn giấu ở trong đội bia đỡ đạn của Thiên Tàm Viện, mỗi ngày tu luyện một chút, phỏng đoán kiếm đạo và trận đạo. Thiên hạ đại đạo tương thông, hắn ở trận pháp thu được cảm ngộ, mới tu ra đạo kiếm khí thứ 8, nếm qua ngon ngọt tự nhiên để hắn hoàn toàn tự tin. Yêu hồi nguyệt chỉ 24-25, không ngờ tu ra 9 đạo kiếm khí, thậm chí còn không chỉ vậy, cái này cho hắn áp lực rất lớn. Nhân vật thế hệ trước đều giá lâm, người trẻ tuổi trên thiên kiêu bảng tự nhiên không cách nào tỏa phong quang. Nhưng Chư Toàn Nhi vẫn như một vầng minh nguyệt, bất kể đi đến nơi nào cũng sẽ gây náo động, bị vô số người truy phủng. Trong thung lũng này có thiên vận thạch, nhưng ở trong một sơn động, có một con yêu thú tọa trấn, ngăn chặn đường đi, đến nay không người dám mạo hiểm. Bởi vì con yêu thú kia là Kim Huyết Ma Viên, yêu trùng vương giả. Sinh hoa tầng 9 lại thêm yêu trùng vương giả, quyết định thực lực của con yêu thú này kinh người. Hơn nữa yêu thú nơi này đều bị ý chí hỗn loạn ảnh hưởng tâm trí, mỗi con chỉ biết giết chóc,
để kim huyết ma viên trở nên càng thêm đáng sợ. Tuy nơi này tới không ít sinh hoa cảnh, nhưng đạt đến tầng 9 lại không nhiều, đừng nói 10 người, dù 20 người liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của ma viên. Bởi vậy, mọi người đều đang chờ, giao chiến với hung vật như vậy, rất có khả năng chết đi, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Có điều thời gian này sẽ không quá lâu, bởi vì ma khí nơi này ảnh hưởng ý chí của sinh linh, khiến người ta trở nên điên cuồng, đây là người, nào cũng không muốn phát sinh ở trên người mình. Hiện tại những đại năng kia đang đàm phán, một là thiên vận thạch quy ai, người đoạt được chịu lấy ra bao nhiêu chỗ tốt đến xử lý những người khác. Mà kim huyết ma viên là cấp bậc vương giả, máu thịt, da lông, cốt của nó đều có giá trị to lớn, cái này lại phân phối thế nào? Những ngày qua đang cãi cọ, như buổi đấu giá, mỗi thế lực đều muốn dùng cái giá thấp nhất đến thu được lợi ích lớn nhất, người nhiều, tự nhiên thành hội nghị vô tận. Nhưng hai ngày sau, con kim huyết ma viên kia lại chủ động giết ra. Nó cao tới 10 trượng, bộ lông màu đỏ, dài khoảng 2 thước, ở dưới gió núi thổi nhẹ nhàng phất động. Móng vuốt cũng dài kinh người, từng chiếc đều dài 3 thước, như mâu nhọn, sáng lấp lóa khiến người ta nhìn liền sợ hãi. Đây là một yêu thú vương giả, tu vi đạt đến sinh hoa tầng 9, tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, có thể sánh ngang Linh Anh tầng 1. Cũng vì như thế, nên một đám cường giả sinh hoa cảnh không dám dễ dàng khai chiến. Đùng đùng đùng. Người dưới sinh hoa cảnh chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, khí thế kia thật đáng sợ. Lúc trước Phong Viêm lấy ra một tờ pháp chỉ của Linh Anh cảnh, liền để cường giả thần thai cảnh không thể động đậy, bây giờ con ma viên này cũng mạnh gần như vậy. Nhưng cũng có không ít người ngoại lệ, tỉ như Chư Toàn Nhi, Trầm Trung Thành, còn có vài người trẻ tuổi mà Lăng Hàn không nhận ra, bọn họ lại đỡ được khí thế này. Những người trẻ tuổi kia là vương giả trong nhân tộc, tuy còn non nớt, nhưng vương giả tuổi nhỏ cũng là vương giả, há có thể quỳ gối cúi đầu với một vương giả khác. Lăng Hàn không muốn làm chim đầu đàn, nên kéo Hổ Nữu ngồi trên đất, ngược lại mọi người đều ngồi, cũng không cần sợ bị người chặn tầm mắt. Lại nói, con ma viên này cao tới 10 trượng, mục tiêu quá rõ ràng a. Giết! Giết! Ma viên lại nói được tiếng người, trong hai mắt màu đỏ tràn ngập thô bạo, lập tức triển khai tàn sát, ma chảo vung lên, soạt, đánh ra năm đạo kình khí, kéo dài ngàn trượng, phốc 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 phốc. Kình khí xẹt qua, người nằm, ngồi hoặc quỳ trên đất đều không ngoại lệ, bị chia ra làm hai, dừng tay. Nó vừa ra tay, những cường giả sinh hoa cảnh kia liền ngồi không yên, dồn dập ra tay công tới ma viên. Phải biết nơi này không chỉ là bia đỡ đạn, còn có môn nhân đệ tử của bọn họ, nếu như chết hết ở chỗ này, tổn thất kia liền lớn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, Lăng Hàn đếm lấy, tổng cộng có 34 tên sinh hoa cảnh, có 3 người đạt đến tầng 9, 5 người tầng 8, 9 người tầng 7. Còn tầng 7 trở xuống, kỳ thực ý nghĩa không lớn, đối đầu vương giả nhiều lắm chỉ có thể kiềm chế một hồi, căn bản không có năng lực đánh chính diện. Thật giống như Lăng Hàn, coi như bị 100 linh hải tầng 9 vậy công thì đã làm sao, còn không phải bị hắn miểu sát. Ầm, đại chiến dấy lên, tuy ma viên lấy một địch chúng, nhưng ngược lại chiếm cứ chủ động, ma chảo vung vẩy. Mỗi móng vuốt đều vung ra một đạo kình khí, không gì không xuyên thủng, làm cho những cường giả sinh hoa cảnh kia chỉ có né tránh khắp nơi. Yêu trung vương giả, thực rất cường đại. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 410, không ngốc à. Ma viên vung vẩy hai tay, 10 ngón tùy ý, vẽ ra từng đạo kình khí, tràn ngập lực phá hoại, không gì không xuyên thủng, chí ít ở tầng thứ sinh hoa cảnh này, nó thật vô địch rồi. Chi? Gì? Chúng cường giả sinh hoa cảnh lấy linh khí ra ngăn trở, nhưng dù là linh khí cấp 6 cùng kình khí đối cứng, cũng xuất hiện từng đạo hoa ngân, để cho bọn họ hút vào ngụm khí lạnh, nếu như bị móng vuốt của ma viên bắt được, vậy chẳng phải xong đời. Mà nếu như thân thể của bọn họ bị đập trúng, coi như dùng nguyên lực phòng ngự. Hữu dụng sao? Cái ý niệm này vừa lên, thì dù là sinh hoa tầng 9, cũng không dám tranh phong, chỉ ở bề ngoài tiến hành kiềm chế. Không người dám đánh chính diện, tự nhiên để ma viên tới lui tự nhiên, lộ hết hung uy.
Đừng thấy thân hình nó to lớn, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, hơn nữa rất nhanh, chợt trái chợt phải, hốt trước hốt sau, quỷ dị khiến người ta chỉ muốn thổ huyết, hoàn toàn là loại hình nhanh nhẹn. Mà khi cường giả sinh hoa cảnh thật sự cho rằng nó là loại hình nhanh nhẹn, thì ma viên lại khởi xướng xung kích bạo lực. Chỉ nhìn chằm chằm một người ra tay, người kia là sinh hoa tầng 2, thực lực kém xa ma viên, vừa bị nhìn chằm chằm mặt liền tái rồi. Mọi người vội vã cứu viện, nhưng thể phách của ma viên mạnh mẽ, lấy linh khí đánh ra kiếm khí, đao khí. Ở khoảng cách xa căn bản là không thể xúc phạm tới nó, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng gọt không đứt. Hết cách rồi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dồn dập vọt tới. Dù sao thì ma viên cũng nhìn chằm chằm tên sinh hoa cảnh kia, tương đương với gánh chính diện, bọn họ không phải sợ cận chiến. Giết! Giết! Ma viên đột nhiên quay đầu, lại giết tới mọi người. Ai cũng biết, trong ám ma xâm lâm tràn ngập khí tức quái dị, ở lâu dài, bất kể là yêu thú hay nhân loại, đều sẽ trở nên điên cuồng, thị huyết, cái này dĩ nhiên tăng lên lực sát thương, nhưng cùng lúc cũng ảnh hưởng tới thông minh. Nói thật, mất đi trí tuệ, vậy sức chiến đấu mạnh hơn nữa cũng phát huy có hạn. Cái này cũng là nguyên nhân mà mọi người dám vây công ma viên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một đám người lại bị ma viên trêu chọc, dương đông kích tây, dẫn xà xuất động, đây thực sự là một hung vật chỉ biết giết chóc sao? Không được, chúng cường giả sinh hoa cảnh xanh cả mặt, tuy nhân số của bọn họ nhiều, nhưng đánh nhau chính diện, thật chặn được một vương thú sinh hoa tầng 9 sao? Dù sao bọn họ chỉ có 3 sinh hoa tầng 9 mà thôi. Mà đúng lúc này, 3 cường giả sinh hoa tầng 9 kia lại lui trước, theo sau là sinh hoa tầng 8, sinh hoa tầng 7, cảnh giới càng cao, tự nhiên năng lực khống chế sức mạnh bản thân càng mạnh. Ma viên cười quái dị, đùng đùng, hai cánh tay bóp lại, mỗi tay nắm lấy một tên cường giả sinh hoa cảnh, ung dung vui vẻ. Sinh hoa tầng 9 đối phó tầng 5, hơn nữa người ta là vương giả, tự nhiên sẽ có kết quả này, ai bảo mọi người chỉ muốn chạy chứ. Cứu ta, cứu ta. Hai tên sinh hoa cảnh bị bắt đều kêu to, liều mạng dãy giụa, ý chí võ đạo lộ ra, ngoài thân có vô số mạch văn mở rộng, hiện ra ánh sáng kinh người. Nếu mỗi một mạch văn đánh xuống, này đủ để giết chết một đám thần thai cảnh, nhưng hiện tại là làm sao cũng tránh không thoát khống chế. Vương cấp oai, hiển lộ hoàn toàn. Đùng, đùng, hai chảo của ma viên dùng sức, bóp nát hai tên sinh hoa cảnh, oanh, sức mạnh đáng sợ rung động, vang vọng ở trong thiên địa. Võ giả tu luyện, tương đương với biến bản thân thành lô, tăng lên chính mình. Đặc biệt là sau khi bước vào sinh hoa cảnh, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ, hiện tại bị bóp nát, sức mạnh kinh khủng kia mất khống chế, tự nhiên kinh người. Nhưng ma viên không sợ chút nào, ngược lại mở miệng lớn, ném thân thể của hai sinh hoa cảnh vào miệng, nhai mấy cái liền nuốt sống. Hí! Mọi người thấy mà hít một ngụm khí lạnh. Nhân loại và yêu thú, kỳ thực chính là quan hệ ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, bởi vì huyết nhục của song phương đều có chỗ tốt cực lớn, ăn đến ăn đi là rất bình thường. Thế nhưng, đứng ở lập trường nhân loại mà nói, nhìn thấy đồng loại bị nuốt sống vẫn có lực xung kích rất lớn. Hơn nữa, kia là hai cường giả sinh hoa cảnh A, đối với bất luận thế lực nào mà nói, này cũng là tổn thất không thể chịu đựng. Ăn hai sinh hoa cảnh xong, hai mắt của ma viên càng thêm lóng lánh, như hai mặt trời nhỏ, nó lại nhìn chằm chằm mọi người, sát ý kinh thiên động địa. Lăng Hàn thầm lắc đầu, nếu như võ giả nhân loại lại mỗi người một ý, như thế, vậy chỉ có phần bị ma viên đánh tan. Hơn nữa, ma viên đã là sinh hoa cảnh đỉnh cao, nếu như ăn mười mấy võ giả sinh hoa cảnh, nói không chắc có thể thăng cấp. Bước vào Linh Anh, lấy uy thế của yêu thú vương giả, đến trên trăm sinh hoa cảnh cũng vô dụng. Quên đi, nhân lúc bọn họ đánh kịch liệt, vẫn là trước chiếm thiên vận thạch lại nói. Lăng Hàn thầm nói, ánh mắt quét qua, phát hiện không chỉ hắn đánh chủ ý như vậy, những thiên tài có thể chống cự uy thế của ma viên kia đều chuyển động, dồn dập vào cốc. Người thông minh vẫn rất nhiều nha. Lăng Hàn đứng lên. Phốc. Mấy đội viên bên cạnh hắn không ai không trừng mắt, sao thiếu niên này có thể đứng lên? Rõ ràng chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi. Lẽ nào, hắn cũng là cấp bậc vương giả trong nhân loại? Ngay cả Tả Vũ Đạo cũng co rúm, không nghĩ tới tùy tiện chiêu con pháo thí, lại là võ trung vương giả.
Nếu như hiện tại Lăng Hàn sinh sát tâm, vậy muốn giết hắn thực sự là quá đơn giản. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các vị nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem náo nhiệt một chút. Hắn nhanh chân chạy đi, Hồ Nữu tự nhiên cũng theo sau. Phốc! Nhìn thấy tiểu nha đầu cũng đứng lên chạy, mọi người đều phun mạnh, bọn họ thậm chí còn không bằng tiểu nha đầu 5-6 tuổi, làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi à? Một lớn một nhỏ kia đều là quái vật, tu ra 7 đạo khí, có thể xưng vương giả ở trong nhân loại, hiện tại có thể hành động như thường chính là vương giả như vậy. Mà chỉ cần tu ra khí thì có tiềm chất trở thành vương giả, mặc dù không cách nào hoàn toàn chống lại uy thế kia, nhưng vẫn có thể hoạt động. Tu ra khí càng nhiều, năng lực chống cự sẽ càng mạnh. Nhìn thấy chí ít mấy trăm người chạy về thung lũng, Lăng Hàn không khỏi sợ hết hồn, không nghĩ tới có nhiều người tu ra 7 đạo khí như vậy. Có điều, cũng không hoàn toàn là người trẻ tuổi, còn có rất nhiều tráng niên hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, thậm chí là lão niên. Tốc độ của thần thai cảnh tự nhiên nhanh nhất, chỉ mấy hơi thở liền đến sâu trong thung lũng, trên vách động có một hang núi. Này chính là sào huyệt của ma viên, cửa hang phảng phất như một ma khẩu, có thể nuốt chửng tất cả. Oành 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 oành. Người chạy ở phía trước lập tức bị bắn bay trở lại, nơi cửa động, từng mạch văn phát sáng, cực kỳ óng ánh. Mẹ kiếp, con ma viên kia lấy sức mạnh phong ấn cửa động. Đây không phải trận pháp, cũng không phải cấm chế, chỉ là lấy sức mạnh của sinh hoa cảnh khóa lại. Nhiều nhất kéo dài mấy tiếng, nhưng ở trong vòng mấy tiếng này, trừ khi sức mạnh đạt đến sinh hoa cảnh, mới có thể xé ra một lỗ hổng, tiến vào bên trong. Tất cả mọi người há hốc mồm, ai nói ma viên ngốc, bọn họ đều bị trêu chọc à. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 411, Đắc Thủ Thiên Vận Thạch. Vèo, một đạo kình khí từ ngoài cốc gọt tới, hóa thành lưỡi dao sắc dài ngàn trượng, cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người sợ đến xanh mặt, kình khí này quá dài, căn bản không thể né tránh qua hai bên, hướng lên trên cũng không được, đây là ma viên đánh ra. Dù không có bị trực tiếp gọt chúng, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng bốc lên, lấy thực lực thần thai cảnh, linh hải cảnh như bọn họ, khẳng định chỉ có bị bạo nát. Đào động, có người lập tức đánh về phía mặt đất, lấy đại địa làm thuẫn, trốn vào trong đất bùn là có thể tránh thoát một kiếp. Mọi người dồn dập noi theo, đánh về phía mặt đất. Người nơi này kém nhất cũng là linh hải cảnh, oanh cái hầm ngầm còn không đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều biến thành chuột, dồn dập tiến vào trong động. Kinh khí xẹt qua, oanh 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 oanh. Bụi bặm tung bay, năng lượng đáng sợ quyển đãng, gọt đến trên vách núi mới biến mất. Mà vách núi này cũng kiên cố lạ kỳ, bị ma viên đánh lại không bị cắt bỏ, chỉ để lại một dấu vết sâu. Không đủ tấc, thật là khiến người ta khiếp sợ. Tất cả mọi người trốn vào trong bùn đất đều bị chấn bay ra, mỗi người phun máu, có mấy cái thực lực quá yếu thậm chí bị chấn thành bọt máu, nhưng vẫn để cho đại bộ phận người may mắn thoát khỏi. Như đám người Chư Toàn Nhi, nguyên tâm dồn dập nhìn về phía Lăng Hàn, vừa nãy nhắc nhở chính là hắn. Lăng Hàn cười nhạt nói, không cần cảm ơn. Tuy nơi này có vài kẻ địch, nhưng hắn hoàn toàn không cần mượn tay ma viên giết người, lẽ nào hắn ngay cả chút tự tin ấy cũng không có. Lại nói, có mấy người cũng khá, chết ở chỗ này không khỏi đáng tiếc, mau rời khỏi nơi này. Người được cứu mặc kệ có biết hay không, đều nhìn Lăng Hàn gật gật đầu, sau đó dồn dập chạy ra khỏi sơn cốc. Ăn một đòn lan đến gần của ma viên liền để bọn họ trọng thương, lại thêm mấy lần khẳng định sẽ xong đời. Hơn nữa, vách núi này kiên cố như vậy, lấy sức mạnh của bọn họ căn bản không thể đánh xuyên qua, muốn lấy được thiên vận thạch chỉ có một biện pháp, là giết ma viên. Cũng còn tốt, nhìn thấy hậu bối kiệt xuất gặp phải công kích, đám cường giả sinh hoa cảnh ở ngoài cốc cũng bắt đầu liều mạng, kiềm chế ma viên lại, không cho nó có cơ hội phát động sát chiêu. Lăng Hàn xem, thấy mọi người trong cốc đã chạy gần đủ, liền nói với Hồ Nữu, Nữu Nữu, ngươi có thể vào không? Hồ Nữu là quái thai, người khác không có cách nào, nhưng nói không chắc nàng có. Để Nữu thử xem. Hồ Nữu ngồi xổm ở cửa động, há mồm cắn tới. Cạch cạch. Cửa động lập tức có mạch văn óng ánh diệu chuyển. Vừa bị chạm đến, sức mạnh mà ma viên bày xuống sẽ tự động hiện ra.
tiểu nha đầu khởi xướng điên cuồng, tả một cái hữu một cái, ăn mạch văn ở phụ cận sạch sành xanh. Ta sát. Dù Lăng Hàn biết Hổ Nữu không giống bình thường, nhưng yêu nghiệt đến mức độ như thế vẫn để khóe miệng hắn co giật, không thể nào tiếp thu được. Kia là phòng ngự do sinh hoa tầng 9 bày xuống, còn là vương giả trong yêu thú, nhưng vẫn bị Hổ Nữu cắn xuyên, cái này là răng gì à? Hổ Nữu cắn ra một lỗ nhỏ, lập tức chui vào, đùng 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 chạy vào trong, nàng biết Lăng Hàn muốn cái gì. Chỉ chốc lát, nàng lại từ trong sơn động chạy trở về, chui ra cửa động, nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn, đưa tới 9 hạt châu. Lập tức, một luồng hương vị nồng nặc xông vào mũi, khiến lỗ chân lông người ta muốn mở ra, thoải mái không cách nào hình dung. Thiên vận thạch. Lăng Hàn vội thu 9 viên thiên vận thạch vào hắc tháp, sau đó ôm lấy Hổ Nữu, ung dung đi ra ngoài sơn cốc. Vừa nãy, hắn lấy thân thể của mình yểm hộ, căn bản không có ai phát hiện Hổ Nữu tiến vào sơn động. Mà ai có thể nghĩ đến, Hổ Nữu lại có năng lực lớn như vậy, có thể cắn xuyên phòng ngự mà sinh hoa cảnh bày xuống. Hiện tại mọi người đều quan tâm chiến đấu trên bầu trời, chỉ cần giết chết ma viên, vậy dĩ nhiên là có thể vào sơn động, được thiên vận thạch. Trái tim của Lăng Hàn đập thịch thịch thịch, hắn chỉ biết trong sơn động có thiên vận thạch, nhưng không nghĩ đến lại có 9 viên, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể tạo ra được 9 thiên tài. Hắn 1 viên, Hổ Nữu 1 viên, Lăng Đông Hành 1 viên, Lưu Vũ Đồng 1 viên, Tàn Dạ 1 viên, 5 viên này là nhất định phải dùng. Mà Quảng Nguyên, Chu Vô Cửu, Lý Tư Thiền thiên phú võ đạo không tính kiệt xuất, cho bọn họ có phải lãng phí không? Quên đi, ngược lại thiên vận thạch mỗi người chỉ có thể ăn 1 viên, có thêm vô dụng, không cho bọn họ cho ai chứ. Tiêu vào trên thân người mình mới gọi đáng giá, liền định như thế. Chỉ hơn tính toán, hắn đã quyết định chủ ý, còn sót lại 1 viên phải dùng làm sao, vậy sau này hãy nói đi, có lẽ sẽ lấy ra bán đấu giá, tàn nhẫn kiếm lời. Chờ ra khỏi sơn cốc, chỉ thấy Chư Toàn Nhi đang dùng ánh mắt phức tạp và kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ đến có lẽ lời nhắc nhở của hắn cứu nàng một mạng, nhưng lại muốn cùng nàng cạnh tranh xích. Hồng Hàn băng thảo, trong lòng nàng phức tạp a. Mà trước đó Lăng Hàn chỉ là linh hải tầng 5, hiện tại không ngờ bước vào tầng 7, cái tiến cảnh này cũng quá đáng sợ đi. Ngươi, Nguyên Tâm nhảy ra ngoài, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn nở nụ cười nói, vừa mới cứu ngươi một mạng, liền muốn ân đền oán trả sao. Nguyên Tâm ngẩn người, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy bốn phía có rất nhiều người đang dùng biểu tình bất thiện nhìn mình chằm chằm. Biết mình phạm vào chúng nộ, mới hừ một tiếng, lui lại vài bước nói, lần này tạm tha ngươi, lần sau gặp lại, tất lấy đầu ngươi. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, lần sau gặp lại, hắn đã phá nhập thần thai cảnh, đến thời điểm đó không biết ai truy sát ai đâu. Nhưng chiến đấu giữa bầu trời càng ngày càng bất lợi cho nhân loại, ma viên quá mạnh mẽ, hơn nữa tuyệt không giống yêu thú khác ở đây. Nó xác thực thị huyết, hiếu chiến, nhưng linh trí không bị ảnh hưởng. Như vậy sức chiến đấu tự nhiên chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lùi lại, tất cả mọi người lùi lại. Có một vị cường giả sinh hoa cảnh quá to, trận chiến này xem ra phải bại. Kế sách hiện thời, chỉ có trước tiên lui ra, sau đó sẽ tụ tập càng nhiều cường giả tới. Thậm chí, lần này ngay cả cường giả linh anh cảnh cũng sẽ kinh động. Lăng Hàn không đáng kể. Dù sao thiên vận thạch đã tới tay, lùi thì lùi, hắn kế tiếp liền đi bảo vệ chỗ xích Hồng Hàn băng thảo. Chờ đạt đến linh hải tầng 9, lợi dụng hắc tháp quán lực, lấy đi cây linh dược kia, vừa vặn không lãng phí chỗ tốt khi quán lực. Chậm đã. Trong một tiếng hét dài, chỉ thấy một bóng người bay vụt tới, cao cao tại thượng, nhưng tỏa ra khí tức kinh sợ cửu thiên thập địa, cực kỳ kinh người. Quanh người của hắn có từng đạo mạch văn tỏa ra, thật giống như từng đóa tiên hoa, cảnh tượng kinh nhân. Mới đầu Lăng Hàn còn tưởng rằng là yêu hồi nguyệt, cũng chỉ có người trẻ tuổi kia mới có thể thả ra khí thế mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn ngưng mắt nhìn. Mơ hồ có thể thấy được đây là một nam tử hơn 30, tràn ngập khí thế không giận tự uy, phảng phất như một vị đế vương trời sinh. Miệng của Lăng Hàn chậm rãi mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc, người này là... Các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.
Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.